Em chào anh. Chị ơi, thế là thôi em đi về nhé. Đứng lại. Anh chẳng trả em. Chị về đi về. Đứng lại, đứng lại. Anh phải vào đây với tôi. Dạ anh em... vào đây nói chuyện rõ ràng. Tại sao anh có mặt ở trong nhà tôi? Dạ, em không phải là anh, em ở bên tổ Đan Len của chị. Không. Vào đây. Nói đấy là một cô gái hay là một chàng trai? Nhìn cho kỹ. Nếu là chàng trai thì một trận chiến sẽ diễn ra. Mở ra cho tôi xem. Cái gì đây? Đúng rồi. Đừng có đánh anh. Tại sao? Anh có mặt ở nhà vợ của tôi. Thôi được rồi. Đừng có đánh anh. Anh chạy chạy chạy. Đừng có đánh anh. Giỏi theo đấy. Giỏi đánh đi. Đừng có đánh anh. Giỏi đánh đi. Giỏi đánh đi. Người tình. Người tình hãy dùng môn. Chàng trai. Chàng trai sẽ dùng môn võ. Lấy thịt đè người. Chúng đấy thôi. Chúng đấy thôi. Dạ.